Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Thì mình chia sẻ với mọi người cách đổ cái món rau câu Trung Thu. Để làm cái món rau câu này thì rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần sử dụng một cái khuôn thôi. Khi làm xong thì cái phần bánh Trung Thu của mình rất là đẹp mắt, màu sắc thì lại tươi tắn nữa. Nếu các bạn chưa làm thử thì hãy cùng vào bếp và làm cho gia đình của mình nha. Và để biết cách làm như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video. Để đổ rau câu Trung Thu thì ở đây mình có sử dụng là một gói bột rau câu Agat này các bạn. Gói này là 25g và mình cũng sử dụng ở đây là 200g đường cát, 250ml sữa tươi, 1 lít 2 nước lọc. Về phần màu thì mình chuẩn bị là màu xanh lá dứa, màu xanh hoa đậu biếc, màu lá cẩm, màu cà phê. Và chuẩn bị thêm cho mình là 100g sữa đặc nha các bạn. Và mình dùng ở đây là những cái khuôn rau câu nè. Những cái khuôn này thì các bạn có thể tìm mua ở ngoài những cửa hàng mà người ta hay bán đồ nhựa, chén đồ đó. Thì một cái khuôn như vậy mình mua với giá là 20 ngàn nha. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng vào bếp làm với mình cái món rau câu Trung Thu này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi pha cái phần rau câu trước. Các bạn cho cái gói rau câu này vào trong một cái chén. Và cho vào trong chén rau câu là 2 muỗng canh đường nha các bạn. Sau đó mình trộn đều lên. Trộn đều xong thì các bạn cho vào trong chảo là 1 lít 2 nước lọc. Xong rồi thì mình đổ hết cái chỗ rau câu mình đã hòa chung với lại đường đó các bạn vào trong chảo, sau đó thì mình sẽ hòa tan ra. Các bạn làm như vậy thì cái phần rau câu của mình sẽ không có bị vón cục. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái phần rau câu này nở tầm khoảng là 30 phút nha. Rau câu thì mình cũng đã ngâm được 30 phút rồi các bạn. Bây giờ thì mình đặt lên trên bếp và các bạn khuấy tới khi nào mà cái phần rau câu của mình nó sôi lên nha. Rau câu nãy giờ mình nấu nó cũng đã sắp sôi rồi. Thì mình cho hết cái chỗ đường hôm nay mình đã chuẩn bị vào nha các bạn. Thì với cái phần rau câu đó mình sẽ làm ngọt một chút xíu. Vì khi lạnh thì cái độ ngọt của mình nó sẽ bị giảm đi. Cho đường vào xong thì mình hòa tan cái chỗ đường này ra. Và tiếp tục nấu cho rau câu mình sôi thêm tầm khoảng là 5 phút nữa nha. Nồi rau câu thì mình cũng đã nấu thêm được 5 phút rồi nè các bạn. Thì bây giờ cái phần rau câu của mình đã được rồi. Thì mình sẽ tắt bếp. Khi đã tắt bếp thì mình sẽ múc cái phần rau câu này ra ngoài chén để một lát nữa mình pha màu nha các bạn. Mình múc cho vào đây là 4 vá. Sau khi đã chia ra 4 chén rồi thì cái phần rau câu còn lại mình sẽ cho hết 250ml sữa tươi vào nha. Mình khuấy tan ra. Rồi mình cũng cho hết 100g sữa đặc vào luôn các bạn. Mình cho nhiều sữa thì cái phần rau câu màu trắng của mình nó sẽ béo và ngon hơn. Mình pha cái phần màu tím lá cẩm trước. Cho vào cái chén rau câu tới khi nào màu đẹp thì mình dừng lại. Các bạn pha cái phần rau câu trong như vậy nè thì cái màu khi mà mình đổ lên đó, nó rất là tươi. Còn cho vào trong mà cái hỗn hợp mình pha sữa đó thì cái màu này nó sẽ hơi đục một chút xíu nha. Rồi tới cái màu cà phê nè các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng cà phê sữa hoặc là cà phê đen đều được. Rồi tới cái phần màu hoa đậu biếc. Cái màu hoa đậu biếc hơi nhạt đó nên là mình sẽ cho nhiều một chút. Như thế này là được rồi. Cuối cùng thì mình sẽ pha tới cái phần màu xanh lá dứa. Những cái màu này thì các bạn nên làm cho nó đậm đặc một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Xong rồi thì mình sẽ bắt đầu cho cái phần rau câu này vào trong khuôn luôn. Rồi mình cho cái phần cà phê này vào trước nha các bạn. Mình đổ vào trong cái hình hoa nè. Tiếp theo thì sẽ tới cái phần màu tím của lá cẩm. Cái phần hoa hồng này thì mình sẽ đổ màu xanh nha các bạn, màu xanh hoa đậu biếc nè. Còn lại thì mình sẽ đổ cái phần màu xanh lá dứa. Xong rồi thì mình sẽ đợi cho cái lớp rau câu này nó tạo màng lại một chút xíu, hơi đông đông lại thì mình mới cho thêm một lớp nữa vào nha các bạn.
cái màu cà phê nó cũng đã ráo mặt rồi này các bạn. Thì mình múc một cái lớp sữa mình cho vào nha. Mình cho nhẹ nhẹ thôi. Các bạn để đông quá thì cái phần này của mình nữa nó sẽ bị tách lớp ra. Với cái phần màu tím này cũng vậy luôn. Phần màu xanh cũng đã được luôn này các bạn. Độ cái này thì mình cần tỉ mỉ một chút xíu thì cái phần rau câu của mình sẽ trông đẹp mắt hơn. Rồi tới cái phần màu xanh lá dứa. Và mình cũng để cho cái phần màu sữa này nó đông lại nha các bạn. Rồi mình cho cái lớp sữa này ra ngoài luôn. Tiếp tục mình lại đổ thêm một lớp nữa. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới khi nào mà cái khuôn rau câu của mình nó đầy hẳn là được. Cứ một lớp màu, một lớp sữa nha các bạn. Xong rồi thì mình sẽ cho cái lớp sữa vào cuối cùng nha các bạn. Đổ cái này thì các bạn cần nhanh tay một chút, không thì cái phần rau câu của mình nó sẽ đông lại. Như vậy là mình đã đổ xong cái phần rau câu rồi, thì mình sẽ để cho cái phần rau câu này đông lại nha. Phần rau câu của mình thì cũng đã đông lại hết rồi nè các bạn. Và cái phần rau câu của mình nó rất là cứng và giòn nha. Để lấy ra thì mình sử dụng một cây tăm nè các bạn. Sau đó thì mình chọc vào trong cái khuôn này. Các bạn lấy cẩn thận một chút, tại vì cái khuôn bánh trung thu này nó có rất là nhiều chi tiết, nên là mình sẽ hơi khó lấy một chút xíu nha. Khi đã lằn cây tăm vào xong đó các bạn, thì mình dở lên. Như vậy là mình đã lấy xong được một hình bông hoa đậu biếc nè các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Xong rồi thì mình sẽ cho ra ngoài đĩa. Tiếp tục thì mình sẽ lấy cái thứ hai. Đây là cái phần rau câu màu lá cẩm các bạn. Nó có những cái lớp như vậy nhìn rất là đẹp. Phần rau câu thì mình cũng đã lấy ra khỏi khuôn xong hết rồi các bạn. Màu sắc nhìn rất là đẹp mắt nha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra thử một cái xem bên trong như thế nào nhé. Mình cắt cái phần hoa đậu biếc này ra trước nè các bạn. Cái màu hoa đậu biếc rất là đẹp luôn. Và đổ cái phần rau câu này lại dễ nữa. Các bạn chỉ cần sử dụng khuôn thôi, không cần phải nướng hay gì hết nha. Và đây là cái phần bánh ở bên trong của mình nè các bạn. Rất là đẹp. Xin mời mọi người cùng ăn với mình nhé. Phần rau câu khi ăn thì giòn ngon các bạn, độ ngọt lại vừa phải, tạo hình thì lại vô cùng đẹp mắt luôn. Nếu các bạn chưa làm thì nhân dịp Trung thu này các bạn hãy làm cho gia đình của mình nha. Chỉ cần mình sáng tạo một chút xíu là đã có được cái món rau câu Trung thu cho gia đình của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công.